Nguyên tắc 69 giúp đàn ông đảo ngược tình thế trong cuộc sống, cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại trong cuộc sống. Hãy áp dụng ngay nguyên tắc 69 dưới đây để lội ngược dòng. Nguyên tắc 69 là gì? Là khi nhận thấy bản thân có 6 dấu hiệu của một loser, hãy làm ngay 9 bước cần thiết để đảo ngược tình thế, trở thành một winner. 6 dấu hiệu của một loser. Nghèo, không có tiền là tình trạng phổ biến đẩy người ta vào chỗ thảm hại. Xấu trai, gầy gò ốm yếu hoặc béo phệ, mặt đầy mụn, tóc đầy cầu, chiều cao khiêm tốn mà còn ăn mặc lụm thùm, yếu, cả về sức lực, thể chất lẫn về bản lĩnh đàn ông. Vô dụng, cảm thấy bản thân không có tài năng gì nổi trội, cũng không giỏi gì cả. Ấy, hiển nhiên, 4 tình huống ở trên sẽ kéo theo tình huống này. Thiếu lý tưởng, không có một đam mê hay một hoài bão nào cả, cảm thấy ngày tháng trôi qua vô nghĩa. Nếu có những dấu hiệu trên, rất có thể chúng ta đang ở đáy vực của sự thảm hại. Lúc này, cần làm ngay 9 việc sau để đảo ngược tình thế. 9 bước để loser lột xác thành winner. 1. Ổn định công việc và nơi ở. Công việc bấp bênh, sinh hoạt đảo lộn là nguyên nhân trước hết khiến mình không thể phát triển bản thân. Hãy tìm cách để sắp xếp trật tự lại mọi thứ, có an cư thì mới lạc nghiệp được. 2. Cố định giờ giấc sinh hoạt. Hãy bắt đầu tập đi ngủ, thức dậy, ăn uống, tắm rửa đúng giờ. Sự đúng giờ tạo nên thói quen. Nếu mỗi ngày là một chuỗi những thói quen, bản thân chúng ta sẽ giống như một quả tên lửa đã đi vào quỹ đạo, chỉ có tiến tới mà thôi. 3. Kiểm soát chuyện ăn uống. Bắt đầu tự nấu ăn và có thực đơn cho mỗi bữa. Việc này sẽ giúp kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng, ăn uống lành mạnh và khoa học hơn. Đồng thời, nó còn giúp tiết kiệm tiền nữa. 4. Tập thể hình. Mỗi ngày, hãy dành ra ít nhất 1 tiếng để tập gym và chơi những môn thể thao khác như bơi lội, chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể săn chắc và đầu óc bớt căng thẳng. Đây là một điều kiện không thể thiếu để nguyên tắc 69 được áp dụng thành công. 5. Tiết kiệm tiền và tăng thu nhập. Kiểm kê lại tình hình tài chính của bản thân. Bắt đầu tìm cách giải quyết các khoản nợ. Dành dụm để có tiền trang trải cho những lúc khẩn cấp và tìm cách để tăng thêm thu nhập trong tương lai. 6. Thay đổi phong cách ăn mặc. Làm mới tủ quần áo cũng là một cách để bắt đầu làm mới chính mình. Hãy quan tâm hơn đến thời trang và các quy tắc ăn mặc, nhưng cũng nên tối giản hóa những gì không cần thiết trong cả mua sắm lẫn sử dụng. Chẳng hạn, thay vì mỗi ngày phải mất nửa tiếng để lựa quần áo, hãy rút ngắn lại chỉ vài phút thôi. 7. Sử dụng tốt thời gian rảnh. Bắt đầu dùng thời gian rảnh của mình để tự học và phát triển các kỹ năng sống cần thiết như quản lý tài chính, quản lý thời gian, phát triển các mối quan hệ, kiểm soát cảm xúc, tư duy phản biện, định hướng nghề nghiệp hay làm việc hiệu quả. 8. Làm quen bạn mới. Hãy tham gia những câu lạc bộ, hội nhóm để có thêm những người bạn mới. Những mối quan hệ mới rất cần thiết khi bản thân cần thay đổi. 9. Bắt tay vào thực hiện một kế hoạch, dự án nào đó. Hãy bắt đầu theo đuổi một mục tiêu nào đó. Dành trọn tâm huyết cho nó. Đó sẽ là cuộc chiến, cuộc đua tiếp theo của mình. Và lần này, mình nhất định phải giành chiến thắng. Với nguyên tắc 69 giúp cải thiện cuộc sống trên đây, hy vọng anh em sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này và trở thành người dẫn đầu.